Thì bữa nay mình tiến hành mình bứng cái gốc chùm ruột này nha. Đi sát nó đi. Thử cái nhỏ trước. Có cái nhỏ kia kìa. Thử cái nhỏ trước. Cái nhỏ cũng bị chặt. Thử cái nhỏ trước đi. Nó đâu? Thời gian ít mình quất cái lớn luôn đi, mình bứng kỹ xíu nữa nha. Này ông chó rồi. Thua. Trời, thua. Cái này. Chó này bị bệnh lắm, ra đây ít. Mình sẽ tiến hành xả tàn cây chùm ruột này nha. Cây này nếu mà để bầu được để, còn không mình bảo vệ cái bộ rễ mình cắt ngắn luôn. Đó. Bần giòn me dẻo hỏi dai. Chùm ruột thì nó không biết nó làm sao, mình leo thử lên. Giòn á. Mình leo lên mình thử. Để cây luôn nó giòn như cái bần hỏi vậy. Giòn me giỏi dẻo dai. Bên giường dưới tám chả có gì bứng. Ê ruột bây giờ thấy biết làm không? Đâm. Bỏ bốc đường, bỏ tiêu rồi vô. Bốc mắm rồi vô. Nó gọi là bốc. Cái gì hậu phái, nước mắm, ớt rồi vô. Đâm còn còn, không đâm nghĩa nha. Cái gọi là mới đi, ngày mai chơi. Ngày mai làm không? Ngày mai làm không? Làm chứ. Hết cây bấn thuốc. Để nó cắm tập trung hai người mà. Nghe vô anh chưa ngọt hợp ngọt, không phải chua đâu. Trái chát. Ngọt chua nó theo mùa hay gì á. Có không? Mùa nắng nó ngọt, mùa mưa nó chua. Nó là chát. Cái em vô anh ngày xưa nó có 3 nhánh, mỗi nhánh cắt nhau. Có 3 anh em cho xí. Nhánh này của anh hai nè. Nhánh của chị ba, nhánh của anh. Xí hả? Xí hả? Ở tên cưa kì à. Cưa kì à. Dưới xong. Cái nhảy tú. Cái này trước đi. Cái này trước cho con thôi. Mình nhặt ngẫu gốc lên chứ gì đâu.
riêng rồi nữa. Đó, thì nãy giờ mình leo lên mình xả tàn xong rồi nè. Đó, bây giờ cái phần chính là của hai anh em này. Đó, hai anh em này cũng là diễn viên chính thôi. Bỏ bầu luôn hả? Bầu chứ. Bầu được, bầu không được thì bỏ. Đó, một chút nó ngã xuống mình sẽ cắt cái đọt ở trên. Cũng đang ra trái nha. Đọt này khá lớn ạ. À. Vụ đặc biệt là nó giòn. Rồi khi nào mà mình tiến hành trồng mình sẽ làm cái clip, còn bây giờ mình kết thúc cái clip ở đây, phần lại để anh em